Tasha mời cô chú anh chị và các bạn đến với dòng tam sợi thứ nhất. Trúng số 10 tỷ, đền xây nhà cho bố mẹ. Tay tôi ù đi khi nghe lời thì thầm của ông bà lúc giữa đêm. Cuộc trò chuyện của bố mẹ lúc giữa đêm khuya khiến tôi bàng hoàng. Hóa ra bao nhiêu năm nay họ đã giấu tôi một sự thật. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Tasha mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi là con một, lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Chính vì vậy, sau khi ra trường, tôi không vội yêu đương hay kết hôn sớm, mà tôi dành thời gian để báo hiếu cho cha mẹ. Tuy nhiên, kiếm tiền quả thật không hề dễ dàng. Dù cố gắng, mỗi tháng khi trừ đi chi phí ăn ở trên thành phố và tích lũy cho tương lai một chút, tôi chỉ dư ra vài triệu để biếu cho bố mẹ hay hỗ trợ ông bà chi tiêu. Cách đây 2 tháng, khi đang đi nhậu với bạn bè, tôi được một bà cụ mời mua vé số. Nghĩ là mua ủng hộ bà một vài vé, chứ bản thân tôi không hề mê đỏ đen. Ngờ đâu, hôm sau tôi đã trúng độc đắc được 10 tỷ đồng. Tự nhiên có số tiền lớn trong tay, tôi dự định sẽ chia ra làm 3 phần. Một phần để mở cửa hàng kinh doanh, một phần để tích lũy, phần còn lại tôi sẽ xây cho bố mẹ một ngôi nhà mới. Nhà của tôi cũng đã cũ nát và sập xệ, trời mưa phải mang chậu ra hứng nước vì dột. Ước nguyện lớn nhất của tôi là xây cho bố mẹ một căn nhà để ông bà sống vui trong những năm tháng tuổi già, và cuối cùng điều đó cũng sắp thành hiện thực. Khi nghe tôi nói về chuyện trúng số và chuyện xây nhà, bố mẹ tôi có vẻ không vui mừng lắm mà nét mặt còn có phần hoang mang và lo lắng. Bố tôi đã từ chối. Ông nói rằng bố mẹ cũng đã nhiều tuổi rồi, chẳng còn biết sống được mấy đổi, xây nhà mà làm gì, con cứ giữ tiền lo làm ăn rồi lo cho tương lai. Nhưng dù bố mẹ có nói như thế nào thì tôi vẫn quyết tâm xây nhà và chọn ngày đẹp để khởi công. Đêm trước ngày phá dỡ ngôi nhà cũ, tôi đang ngủ say thì bỗng tỉnh giấc. Tôi định đi xuống nhà vệ sinh thì tôi khựng lại khi tôi nghe thấy tiếng bố mẹ thì thầm trong căn phòng ngủ nhỏ. Tôi cảm thấy áy náy lắm bà à, bố mẹ đẻ của nó cũng khó khăn lắm. Đáng lẽ họ mới chính là người được sống trong căn nhà khang trang, chứ không phải là chúng ta. Hay chúng ta nói cho con nghe sự thật đi ông, vẫn còn kịp. Không được, tôi sợ con sẽ sốc khi biết được sự thật. Bao năm nay tôi đã quên mất nó là con nuôi của mình, tôi coi nó như là con đẻ. Tay tôi ù đi khi nghe câu chuyện của bố mẹ. Không giữ được bình tĩnh, tôi liền gõ cửa và liên tục hỏi bố mẹ vừa nói gì, nói lại cho con nghe. Hóa ra tôi cũng chỉ là con nuôi của bố mẹ. Năm xưa bố mẹ tôi vì kết hôn muộn, cưới nhau được mấy năm mà vẫn chưa có con. Mẹ tôi đi khám thì phát hiện mình bị bệnh suy buồng trứng sớm nên không thể sinh nở được. Sau này họ sinh tôi từ một người bà con xa về nuôi. Được vài năm thì bố mẹ nuôi đưa tôi về quê sinh sống. Thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với bố mẹ ruột của tôi. Hiện tại hai bên gia đình đều thống nhất không cho tôi biết sự thật để tránh làm xáo trộn cuộc sống của tất cả mọi người. Sau đó bố mẹ vẫn tiếp tục từ chối việc xây nhà. Ông bà nói tôi hãy về nhận bố mẹ ruột và hỗ trợ họ vì cuộc sống của họ cũng rất khó khăn. Năm xưa, bố mẹ ruột của tôi vì quá nghèo nên mới phải cho tôi đi. Sự thật này làm tôi quá sốc, tôi buồn bã và hoang mang cả tháng trời. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì tôi thấy cả bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi của tôi đều không có lỗi gì cả, nên tôi quyết định tìm về nhận ruột thịt. Về chuyện xây nhà, tôi sẽ hỗ trợ cả bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi, mỗi bên một căn nhà mới khang trang để họ được an hưởng tuổi già. Dòng tâm sự thứ hai, dù chăm chỉ làm ăn và chi tiêu thật tiết kiệm, nhưng vợ chồng tôi vẫn nợ 150 triệu. Suốt nhiều năm nay, vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn và kiếm tiền để nuôi con. Vậy mà ngày chồng tôi đổ bệnh, chúng tôi lại bị mang tiền là chi tiêu hoang phí. Cách đây 2 tháng, chồng tôi kêu đau bụng, uống các loại thuốc mà tôi mua ở ngoài tiệm đều không khỏi. Anh muốn đi bệnh viện để kiểm tra xem bản thân bị làm sao. Lúc đó trong nhà không có tiền, tôi phải đi vay bạn bè đồng nghiệp mới có được 10 triệu đưa chồng vào bệnh viện. Sau khi nhiều lần làm xét nghiệm, cuối cùng cũng có kết quả. Chúng tôi choáng váng khi biết chồng bị ung thư máu. Trở về nhà,
Vợ chồng tôi suy sụp thật sự, không còn thiết tha đến chuyện ăn uống nữa. Bản thân anh thì muốn chữa trị sớm để tìm kiếm cơ hội sống nhiều hơn. Tôi nói rất muốn chồng nhanh chóng được khỏi bệnh, nhưng hiện tại trong nhà không có một khoản tiền nào. Ngay khi biết tình hình tài chánh của gia đình khó khăn, chồng tôi đã gọi điện cho anh em nhờ giúp đỡ. Ngay khi biết chồng tôi bị ung thư máu, hai anh trai chồng và cô em gái cũng về thăm. Chồng tôi nói rất muốn được chữa bệnh, nhưng gia đình lại không có tiền, mong anh em giúp đỡ cho. Anh trai chồng rất ngạc nhiên, hỏi vợ chồng tôi làm việc chăm chỉ nhiều năm nay, thế mà không có một khoản tiền tiết kiệm là sao? Chồng tôi thật thà nói, hiện tại gia đình đang nợ ngân hàng 150 triệu. Tiền lương hàng tháng làm ra chỉ đủ để chi tiêu và trả lãi, còn gốc thì không biết bao giờ mới trả hết. Anh cả bức xúc, nói chúng tôi không kinh doanh, không đầu tư gì, không hiểu vai làm gì mà nhiều đến như thế. Anh em chồng trách chúng tôi chi tiêu hoang phí, không biết làm ăn tính toán, bây giờ lấy đâu tiền để trả nợ và chữa bệnh cho chồng tôi. Tôi bật khóc thanh minh vì vợ chồng tôi sống hết sức tiết kiệm và làm việc cũng cần cù chăm chỉ, nhưng nuôi hai đứa con ăn học đại học quả là một gánh nặng. Lương công nhân của chúng tôi không đủ để trang trải học phí cho các con, nên buộc lòng phải đi vay ngân hàng. Nghe đến đây thì mọi người không nói được câu nào nữa. Anh cả thở dài nói rằng, số tiền đó sẽ giao cho con trai lớn của tôi. Sau khi ra trường, đi làm phải có trách nhiệm trả nợ cho bố mẹ. Còn tiền chữa bệnh cho chồng tôi, anh em sẽ hỗ trợ một nửa. Phần còn lại, gia đình tôi phải tự lo lấy. Trong nhà không có tiền, đi vay thì không nổi, tôi biết lấy đâu tiền mà chữa bệnh cho chồng. Theo mọi người, tôi phải nói sao để anh em bên nhà chồng hỗ trợ toàn bộ tiền chi phí chữa bệnh cho chồng tôi đây. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự, thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những video tâm sự mới nhất từ kênh YouTube Tasha Trần. Một lần nữa, Tasha xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.